máy bay đâm gãy cột đèn, móp cánh ở Tân Sơn Nhất. Trong lúc di chuyển ra đường băng tại sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, máy bay của hãng Eva Air đã lăn nhầm vào bến đổ làm hư hỏng cột đèn chiếu sáng và móp cánh trái máy bay. Sáng ngày 4 tháng 7, đại diện cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất thông tin về vụ việc một máy bay của hãng Eva Air bị móp cánh sau khi đâm vào cột đèn tại sân bay. Theo cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, vào lúc 16h04 ngày 3 tháng 7, máy bay của hãng Eva Air trong lúc lăn ra đường băng đã lăn nhầm vào bến đổ và đâm vào cột đèn chiếu sáng. Sự cố làm gãy đổ, hư hỏng cột đèn chiếu sáng và làm móp cánh trái máy bay. Máy bay trên là chiếc Boeing 777 mang số hiệu BR-396 SGNTPE, dự kiến có lịch trình khởi hành từ sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đi sân bay quốc tế Đào Viên, Đài Loan, Trung Quốc vào chiều ngày 3 tháng 7. Sau khi xảy ra vụ việc, cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cùng các đơn vị liên quan đã phối hợp xử lý, đồng thời lập biên bản để làm cơ sở báo cáo cơ quan quản lý nhà nước chức năng hàng không. Tại thời điểm vụ việc xảy ra, tình hình sân đường, sơn tín hiệu, biển báo của cảng bảo đảm an toàn khai thác. Hành khách trên máy bay đều an toàn sau vụ va chạm. Vụ việc không ảnh hưởng đến hoạt động khai thác tại cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất thông tin.